Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Hôm nay mình lại có thời gian để làm một cái video nữa để giới thiệu cho các bạn về một cái giống gù. Thì như các bạn cũng đã biết là hiện nay trên thị trường hầu như chúng ta đang trồng một giống gù rất đại trà, đó chính là gù của Yên Bái. Đấy, gù này thì đem lại năng suất thì cũng giá trị kinh tế cũng được, nhưng để đem lại cái giá trị kinh tế cao nhất và trong lúc chúng ta đang trồng vẫn có thể thu hoạch được lá và cành thân để chúng ta làm lấu tinh dầu và để tăng thêm thu nhập kinh tế cho gia đình cũng như là cho người trồng, thì hiện nay Bộ Nông nghiệp và Nhà nước đang khuyến khích trồng những loại giống gù hương tốt nhất trên thị trường. Thì chúng tôi đang có một cái giống gù hương được mọc hồi sinh ở Tam Đảo tốt nhất hiện nay và được nghiên cứu đánh giá là giống gù tốt nhất, đó chính là gù phấn trắng của Tam Đảo. Nó không phải là gù Yên Bái mà chúng ta thường trồng là gù lá to và thuôn, mà hiện nay các bạn đang nhìn ở đây là giống gù Tam Đảo phấn trắng. Thì các bạn, lý do tại sao gọi là gù phấn trắng thì các bạn nhìn ở đây, ở mặt dưới của lá như này, các giống gù khác thì hoàn toàn không có, mà đặc biệt chỉ duy nhất cái giống gù Tam Đảo này là có cái phấn trắng ở đây, và đặc biệt là cái lá của gù Tam Đảo thì phát ra rất là mùi rất là thơm, không giống như mùi của gù Yên Bái là lá không có mùi và đặc biệt thân cành không có mùi như vậy. Thì lá ở trong cái lá này có tích tụ rất nhiều, một lượng tinh dầu rất là lớn, và thân cành cái hầu hết chúng ta trồng cái này thì không bỏ một bộ phận nào cả, và chúng ta trồng đều có thể thu hoạch được tất từ lá, thân và gỗ, rễ đều có tinh dầu và đều để làm gỗ được hết. Trừ lá là chúng ta chỉ để làm tinh dầu và dược liệu. Thì đây là cây hương liệu, dược liệu lấy gỗ và làm đồ thủ công mỹ nghệ. Đấy, được làm được và áp dụng rất nhiều trong cái các cái ngành nghề khác nhau để thu hoạch. Và đây được đánh giá là một cái cây mũi nhọn và phát triển kinh tế rất tốt cho bà con, và được Bộ Nông nghiệp cấp phép nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và khuyến khích trồng loại gù tốt nhất này. Và hiện nay chỉ Trung tâm cây giống Tam Đảo đang cung cấp loại gù này, và hầu hết các bạn liên hệ trên thị trường là đều không có cái giống gù này đó. Và các bạn đến đây sẽ có được cung cấp giấy tờ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, cây là cây gù hương hay còn gọi là cây xá xị. Đấy, đem lại kinh tế và giá trị rất là cao. Các bạn nhìn ở đây là cây này chúng tôi đã vẫn đang ươm ở trong bầu đó, các bạn nhìn đây vẫn là đang ươm ở trong bầu, và cây này đã được 1 năm 6 tháng tuổi. Nếu như mà các bạn xuống đất thì cây sẽ phát triển tốt hơn và nó sẽ sinh trưởng cao hơn rất là nhiều. Đó, các bạn nhìn, nếu cái gù của Yên Bái như những video trước tôi đã làm video để giới thiệu cho các bạn rồi, thì là cái gù Yên Bái lá không thơm và lá nó to hơn cái lá này. Đặc biệt là đuôi lá dài hơn, lá to, mặt dưới sẽ không có phấn trắng như này. Các bạn nhìn ở đây, đây các bạn nhìn, toàn bộ mặt dưới đều phấn trắng. Đó, đúng không ạ? Các bạn nhìn rõ chưa ạ? Đó, khi phấn trắng kết hợp với màu xanh dương thì nó sẽ ra một cái màu xanh nước biển. Chúng ta có thể nhìn trên video nó là màu xanh nước biển, nhưng đây là phấn trắng của cây. Và cây này đem lại hiện nay là đang đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Và nếu bà con trồng và đi đầu được cái giống này được sớm, càng sớm thì sau này chúng ta sẽ có một cái nguồn thu nhập khá ổn định về cây giống. Đó là cái mục đích hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn về cái loài giống gù hương hay còn gọi là cây xá xị, cây vẹ dê hương. Đó, có rất nhiều cái tên gọi đến đối với cái cây này. Thì để liên hệ mua cây giống trực tiếp và tư vấn kỹ thuật trồng cây giống theo khoa học và được các kỹ sư nông nghiệp tư vấn và cung cấp giống cho bà con, thì xin mời bà con liên hệ theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, đó chính là 0798 414 414. Số điện thoại có thể quý khách có thể nhập vào Zalo và kết bạn với chúng tôi, sẽ có các kỹ sư nông nghiệp tư vấn cho các bạn về cái giống tốt nhất và kỹ thuật trồng cũng như là thổ nhưỡng của bạn có hợp với cái cây này không. Và đặc biệt nữa là cái kỹ thuật chăm sóc sâu bệnh cho cây, làm sao để cho cây phát triển tốt nhất và theo khoa học nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.